của Ivymoda, và đặc biệt chúng tôi muốn gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang theo dõi livestream của Ivymoda. Hiện giờ thì Trần Ngọc đang có mặt ở khu vực với bối cảnh rất đẹp mắt. Đây là sự kiện để ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè Harmony của thương hiệu thời trang Ivymoda. Và quý vị thân mến, để bù đắp cho thiếu vắng Phương Nhi ơi, hồi nãy mình diễn mình có vấp một cái thì không biết là mình có lo sợ không lúc đó đấy. Có nhưng mà con thì em đã lấy được tinh thần. Ờ. Nó cũng phải được mời Phương thông cảm cho em, tại vì cái kinh nghiệm của em cũng hơi ít. Chị ơi, một số rồi rồi sẽ chị đi gì cho mình ít rồi. Nên là có gì thì mong mọi người bỏ qua. Rồi, cảm ơn Nhi nhiều nha.